Xin giới thiệu cho các bạn một bộ phim hài cực thốn của Mỹ. Bộ phim kể về một người đàn ông đẹp trai, liên tục được các cô gái theo đuổi. Họ chỉ yêu cầu anh ngủ với họ một đêm rồi sáng hôm sau đừng ai lấy đi. Thật không thể tin nổi, lại có anh chàng số hưởng vậy sao? Cảnh báo rằng bộ phim chứa vài phân cảnh 18 cộng. Các bạn chưa đủ tuổi đừng xem nhé. Câu chuyện như thế nào? Chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Nam chính Chuck là một nha sĩ trẻ và đẹp trai, anh ta có một sự nghiệp thành công, đa tình và hài hước, đúng chuẩn phong cách soái ca, nhưng anh ta không bao giờ có một mối quan hệ yêu đương kéo dài được lâu. Bạn của anh là Stu béo vốn là một bác sĩ nâng ngực chị em, ngày nào đối với anh ta cũng vui như hội, còn Chuck thì suốt ngày cắm mặt vào những chiếc răng sâu, rồi cạo bựa này nọ, đúng là nghề chọn người mà. Rồi vào một ngày đẹp trời, Chuck được mời tới tham dự đám cưới của bạn gái cũ, không ngờ rằng, người yêu cũ trực tiếp nâng ly cảm ơn Chuck, cái quần què gì đây nhỉ, rồi sau đó tất cả chị em ở đây có vẻ hào hứng, dường như họ biết được bí mật gì đó, liên tục nhìn anh với ánh mắt đầy ướt át, rồi cười với anh ta một nụ cười thật tươi, lẽ nào là họ bị vẻ đẹp trai của anh ấy thu hút, Chuck có vẻ không hiểu lắm, và lúc này, một cô gái xinh đẹp xuất hiện bước tới, cô này được cái hộ đậu và xui xẻo có tiếng, đi tới đâu là gây thảm họa tới đó, nhưng Chuck nhanh chóng bị thu hút và bắt chuyện với cô gái tóc vàng xinh đẹp. Cô gái tên là Cam đang làm một nhân viên chăm sóc chim cánh cụt. Hai người để lại cho nhau cách liên lạc. Đáng tiếc là vận xui của cô gái bắt đầu lòi ra, khiến chỗ hiểm của anh chàng ướt hết, đúng là thốn đến tận răng. Sau ngày đám cưới, Chuck quay trở lại phòng khám làm việc. Vừa bước vào cửa anh liền ngạc nhiên, như thể anh vừa bước nhầm vào động tay vịn vậy. Trước đó không phải chỉ có các ông bà và thiếu nhi đến khám răng thôi sao? Thế mà hôm nay toàn là hàng ngon và gái đẹp. Chuck cảm giác đang có điều gì đó bất thường sẽ xảy ra với bản thân anh. Nhưng mà nó là gì mới được, khi tan làm anh lại thấy cô bạn gái cũ khác cũng chuẩn bị kết hôn. Tối đó anh trở về nhà với những nghi ngờ, đến khi nghe tin nhắn thoại từ điện thoại bàn, anh mới ngớ người ra là có đến hơn 10 cô gái muốn cùng anh hẹn hò, Chuck chọn ngẫu nhiên một cô, anh muốn cùng nhau ăn tối, sau đó thì sao cũng được, nhưng cô gái lần này Chuck chọn thật sự rất nhiệt tình. Hai người vẫn còn đang ngồi trên xe, nhưng cô gái xinh đẹp đã chủ động lột đồ chuẩn bị hành động. Kiểu nhiệt tình như thế này đúng là Chuck mới gặp lần đầu. Anh ấy ngạc nhiên hỏi cô gái tại sao lại đứng như vậy. Người đẹp cuối cùng cũng thú nhận tất cả. Thì ra cô nhận được thông tin truyền miệng của các chị em rằng chỉ cần nướng củ khoai của anh một lần thì bạn trai tiếp theo sẽ là tình yêu đích thực của cô ấy. Cô gái nói một cách rất chân thành, Chuck nghe xong cảm thấy tim mình mềm nhũn. Anh ấy nghĩ, hãy cứ để người đẹp này muốn làm bất cứ điều gì cô ấy muốn. Nhưng vào đúng lúc đó điện thoại của anh lại đổ chuông. Là cô gái tóc vàng anh gặp trong tiệc cưới của bạn gái cũ. Cô gặp một tai nạn nhỏ và không may bị mẻ một răng. Vì vậy cô muốn tìm Chuck để sửa nó. Chuck đã có ấn tượng tốt với cô gái này, nên dành ngay cho cô một cuộc hẹn trong tối đó, và từ chối ngay cô gái nóng bỏng đang đốn lưng ở bên cạnh. Anh nhanh chóng quay lại văn phòng làm việc. Sau khi sửa răng cho tóc vàng xong, Chuck muốn trò chuyện thân mật hơn với Cam. Nhưng không ngờ rằng cô gái lại từ chối anh. Không phải do cô không thích Chuck, mà vì người ở cùng cô ấy thường xuyên sẽ bị thương vì những cái vận xui của mình. Chuck cũng đã hiểu sau khi nghe cô nói, và anh an ủi cô, muốn có buổi ăn tối cùng Cam, cho dù anh có bị đâm sâu hơn bằng cái dao ăn bít tết cũng được. Nhưng xe của Cam lại hết ắc quy không đi được, Chuck lấy đồ xuống kích hộ và cái kết anh em biết rồi đấy. Xe thì sửa được rồi nhưng em lại vất chìa khóa vào trong và đã chốt cửa, kết cục là vẫn phải để Chuck đưa cô gái về, đến lúc chào tạm biệt thôi. Ngày hôm sau, Chuck và anh bạn thân Stu của mình một lần nữa bàn về những trải nghiệm kỳ diệu gần đây. Stu khuyên Chuck hãy tận hưởng những điều may mắn bất ngờ này, thưởng thức những người phụ nữ chủ động tìm tới, coi như là mình giúp đỡ cho những người phụ nữ cô đơn tìm được một nửa của đời mình. Nghe Stu nói xong, Chuck cũng bị lý lẽ của con chim thuyết phục, và anh ta bắt đầu hành trình giúp đỡ người khác. Anh ta chấp nhận mọi người phụ nữ đến với phòng khám tìm anh, để họ có thể nhanh chóng tìm được bạn trai của đời mình. Hôm nào cũng hàng tá cô đặt lịch, tiếng lành càng ngày càng đồn xa. Hai quả thận của Chuck cứ phải gọi là hết công suất để tạo ra sinh tố mãng cầu. Lúc đầu, Chuck cảm thấy có một chút tự hào, nhưng sự việc kéo dài quá lâu thì Chuck lại cảm thấy hơi chán nản. Những người phụ nữ cứ đến rồi lại đi, mà không hề có bất kỳ tình cảm nào với anh ấy. Anh cảm thấy mình không còn cảm giác gì trong việc nướng củ khoai nữa, anh ấy dường như trở thành một công cụ không hơn không kém. Chuck cảm thấy hơi hụt hẫng, và đúng lúc này, anh đột nhiên nhớ tới Cam. Chuck tới chỗ tóc vàng làm việc, cố gắng mời cô đi ăn tối cùng anh, tiếc rằng cô gái nhanh chóng từ chối. Nhưng bằng cái miệng nói ngọt như rót mật vào tai, Chuck cũng đã làm cô mềm lòng mà đồng ý. Lần đầu tiên hai người hẹn hò, mặc dù có một số chuyện nho nho xảy ra do cái tính xui xẻo, nhưng cũng coi như là hoàn hảo. Sau đó Chuck và Cam cùng về nhà bày tỏ tình cảm với nhau. Không khí trở nên rất nóng nên phải bỏ bớt áo. Cả hai không ngừng quện vào nhau như ruồi bâu mắm. Bỗng nhiên điện thoại của Chuck lại reo. Người gọi điện tới là Stu. Anh ta nói với Chuck rằng anh ta đã gọi điện cho tất cả các bạn gái cũ và những người đã ngủ cùng Chuck. Họ đã cưới người yêu tiếp theo của họ. Nghe được tin này, Chuck đã rất sợ vì nếu sau khi xếp hình với tóc vàng, thì cô ấy sẽ chia tay anh, mà lấy người đàn ông tiếp theo khi cô gặp, cho nên anh ấy đã từ chối xếp hình với tóc vàng. Sau đó anh lại nghe Stu nói, có một trường hợp ngoại lệ do người đó quá xui xẻo, nên không tìm được bạn đời của mình, vậy nên anh tìm đến người phụ nữ đó để thử nghiệm, là một cô béo. Chuck nhìn thân hình cô ta thì cũng biết được lý do là gì, nhưng anh phải thử xếp hình với cô ta để tìm ra sự thật. Hôm sau Stu nói với anh rằng cô béo không chấp nhận lời cầu hôn của anh ta. Chuck nghe thấy rất vui bởi vì anh đã có thể tự tin nướng củ khoai với Cam rồi. Anh đã đứng trước nhà tóc vàng, hai người cuối cùng cũng lăn lộn, cuộn vào nhau, tập thể dục cả đêm mười mấy lần. Ngày hôm sau khi Chuck thức dậy, trên TV đang phát sóng về tin tức một cô gái béo sẽ kết hôn với một người đàn ông bình thường, vậy là Stu đã lừa anh ta không hẹn hò với cô gái béo kia, vì vậy Lucky Chuck, cái tên này vẫn đúng với anh. Điều này là nỗi đau của Chuck, anh đã xếp hình với Cam, vậy có phải cô ấy sẽ nhanh chóng chia tay với anh? Chuck đứng hình khi nghĩ đến chuyện đó, anh không muốn chuyện này xảy ra, nhưng anh nên làm gì bây giờ đây? Người ta luôn nói, tình yêu khiến con người ta ngu ngốc, điều này một chút cũng không sai, anh chàng từ đây bắt đầu hành trình yêu đương của mình. Nhưng những điều này khiến cô gái cảm thấy áp lực, cô không hiểu được, vì lúc đầu anh là một người đẹp trai, thu hút và có khiếu hài hước, tại sao bây giờ anh lại biến thành người xến xúa, không để cho người yêu một chút không gian riêng tư nào. Cô gái cuối cùng cũng không chịu được và nói lời chia tay với Chuck. Anh thất bại ngồi một mình dưới cơn mưa, lúc này một vỏ chai bia lăn tới trước mặt anh, xoay vòng rồi dừng lại. Chuck nhìn theo hướng miệng chai, thấy người bạn năm xưa đã nguyền rủa anh nhớ lại một chuyện. Có lẽ chuyện này lại liên quan đến câu chuyện mà hồi nhỏ xảy ra sao, thì ra khi Chuck vẫn còn là một cậu bé, đã được một cô bé điên cuồng yêu mình, phù thủy nhỏ Elisa, bởi vì Elisa không được Chuck đón nhận tình cảm. Cô bé đã nguyền rủa Chuck, chỉ cần anh bắt đầu tình cảm với một người con gái và xếp hình với cô ta, thì người đó sẽ lập tức chia tay anh, và tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Hiểu được mọi chuyện, Chuck đã tới tìm cô bạn phù thủy nhỏ Elisa, cầu xin cô giải lời nguyền đó. Nhưng không ngờ rằng Elisa nói, bản thân năm đó quá trẻ con, căn bản không hiểu gì là tình yêu, và lời nguyền đó cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Lẽ nào Chuck thật sự có một năng lực như vậy là bẩm sinh sao? Không biết được cách giải quyết vấn đề này nên anh thật sự tuyệt vọng, nhưng anh ta cũng hiểu được một phần nào đó. Nếu mà thực sự đã tìm thấy người mình yêu, vậy không bằng tự mình hoàn thành nguyện vọng của cô ấy. Chuck về nhà tìm cách gọi điện cho người mà Cam ngưỡng mộ đã lâu, để hai người có cơ hội gặp mặt, và anh ấy chỉ lén lút từ xa đứng nhìn bọn họ, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là anh cũng mãn nguyện rồi. Thật là một tình yêu cao cả, ngày qua ngày Chuck dường như đang cố gắng làm quen với cuộc sống không có Cam bên cạnh. Một ngày nọ, anh nghe tin cô chuẩn bị đi tới Nam Cực, anh liền tới tìm cô để nói rằng những sự việc xảy ra gần đó khiến anh cảm giác không an toàn, nên mới bày ra nhiều trò để giữ cô lại. Máy bay sắp cất cánh, anh đã thổ lộ tình cảm của mình từ trước tới giờ. Chuck tặng cho Cam một chiếc hộp đựng nhẫn, trong đó là một viên đá nhỏ. Lúc này Cam nhận ra rằng người mình yêu thực sự đã quay trở lại, hai người kích động ôm hôn lấy nhau. Lúc này Lucky Chuck không còn là biệt danh của anh nữa, liệu có phải do những nỗ lực mà anh đã cố gắng vì tình yêu? Không đâu, thực ra là Elisa đã giải lời nguyền cho anh kịp lúc. Một năm sau, cả hai cũng đã ở Nam Cực, nơi mà Cam rất thích, và giờ bên cạnh cô có thêm người cô yêu thương. Bộ phim này ngoài việc nói lên khao khát của cánh đàn ông, thì cũng nói cho chúng ta biết một sự thật rằng, bạn càng yêu thì càng cần phải biết điều chỉnh bản thân, bởi vì tình yêu không bao giờ là thứ bạn có thể nắm giữ quá chặt. Hãy cho đối phương có không gian riêng, tin tưởng họ, và để họ cảm thấy bạn là người an toàn. Người ta bảo nạt mềm mới là buộc chặt, già néo thì sẽ đứt dây. Cảm ơn các bạn nhiều nhé, bye bye.